Chúng tôi xin giới thiệu trận chung kết tranh huy chương vàng hạng 65kg giữa Phạm Văn Có, đơn vị Thừa Thiên Huế mang trang phục màu đỏ, gặp Nguyễn Thành Lộc, đơn vị Ninh Bình mang trang phục màu xanh. Mời hai đô bờ thẳng nghe lệnh cho cả chống xem lại. Một thằng ra thằng kia. Hai đôi chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Công bố kết quả ở lúc 2:05 hiệp 1, đô mang trang phục màu đỏ thắng cuộc. Như vậy, đô Phạm Văn Có của đơn vị Thừa Thiên Huế giành huy chương vàng ở hạng 65kg, đô Nguyễn Thành Lộc của đơn vị Ninh Bình giành huy chương bạc